Trong những năm gần đây, thế giới khoa học đã chứng kiến nhiều khám phá đầy ấn tượng trong lĩnh vực vật lý lượng tử. Các nhà nghiên cứu không ngừng tìm kiếm và giải mã những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ nhằm mở rộng hiểu biết của chúng ta về các nguyên tắc cơ bản chi phối mọi thứ trong toàn vũ trụ. Trong một nghiên cứu mới đây, một nhóm các nhà vật lý bao gồm phó giáo sư Tigran Serekian của Đại học Massachusetts đã phát hiện ra một trạng thái vật chất mới gọi là trạng thái lỏng Bose chiral, chiral Bose liquid state. Trạng thái vật chất trong thế giới lượng tử thường có những tính chất kỳ lạ và phức tạp hơn rất nhiều so với các trạng thái mà chúng ta gặp trong thế giới vĩ mô hàng ngày. Trạng thái lỏng Bose chiral là một loại trạng thái lượng tử đặc biệt xuất hiện trong các hệ thống của các boson tương tác, là các hạt tuân theo thống kê Bose-Einstein dưới một số điều kiện nhất định. Thống kê Bose-Einstein miêu tả hệ lượng tử, trong đó không giới hạn số các hạt phân bố trên cùng một mức năng lượng. Trạng thái này có các đặc điểm của chất lỏng và có tính chiral, nghĩa là nó phá vỡ tính đối xứng thời gian và có tính chất đối xứng tay, handedness. Phát hiện này mở ra một hướng đi mới trong nỗ lực của con người nhằm hiểu bản chất của thế giới vật chất. Các boson là các hạt có thể chiếm cùng một trạng thái lượng tử. Tuy nhiên, trong trạng thái chiral Bose liquid, các boson không ngừng tụ vào một trạng thái lượng tử duy nhất mà thay vào đó tạo thành một trạng thái phức tạp hơn, có tính chất giống chất lỏng với những đặc điểm riêng biệt. Tính chiral và đối xứng thời gian ám chỉ tính chất của một hệ thống mà có thể phân biệt giữa trái và phải, giống như hai bàn tay là hình ảnh phản chiếu nhưng không thể chồng lên nhau. Một trạng thái chiral Bose liquid phá vỡ đối xứng thời gian, nghĩa là hành vi của nó không đối xứng nếu hướng thời gian bị đảo ngược. Trong điều kiện thông thường, vật chất có thể ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí. Nhưng khi đi vào thế giới bên ngoài cuộc sống hàng ngày, ở nhiệt độ gần độ không tuyệt đối, có các vật thể nhỏ hơn một phần của nguyên tử, hoặc có trạng thái năng lượng cực kỳ thấp, mọi thứ sẽ rất khác. Serekian nói, bạn sẽ tìm thấy các trạng thái vật chất lượng tử ở những vùng bên ngoài này, và chúng hoang dã hơn nhiều so với ba trạng thái cổ điển mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Serekian đã dành nhiều năm để khám phá những trạng thái lượng tử hoang dã này. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến các khả năng mà các nhà vật lý học gọi là band degeneracy, mood bands hoặc kinetic frustration. Thông thường, các hạt trong một hệ bất kỳ nào cũng va chạm với nhau và do đó gây ra các hiệu ứng có thể dự đoán được, giống như những quả bóng bia va chạm với nhau và sau đó di chuyển theo một mô hình có thể dự đoán được. Nói cách khác, các hiệu ứng và các hạt có tương quan với nhau. Nhưng trong một hệ thống lượng tử kinetic frustration, có vô số khả năng bắt nguồn từ sự tương tác của các hạt. Có lẽ quả bóng bia sẽ bay lên hoặc phóng đi với một góc phi lý, và một vài trong vô số những khả năng này có thể dẫn đến các trạng thái lượng tử mới lạ. Ví dụ như ngưng tụ Bose-Einstein, đây là một tập hợp các nguyên tử được làm lạnh ở nhiệt độ ngay trên độ không tuyệt đối. Tại đó, một phần lớn các hạt trong hệ thống sẽ rơi vào cùng một trạng thái lượng tử cơ bản, tạo nên một trạng thái lượng tử chung. Bên cạnh đó, cũng tồn tại một pha vật chất được gọi đơn giản là tinh thể thời gian. Đây là một dạng tổ chức đặc biệt của vật chất, trong đó các hạt không chỉ sắp xếp theo một cấu trúc tuần hoàn trong không gian, mà còn có sự tuần hoàn theo thời gian, ngay cả khi ở trạng thái năng lượng thấp nhất. Serekian và các đồng nghiệp đã thiết kế một cỗ máy frustration. Đây là một thiết bị bán dẫn hai lớp, lớp trên giàu electron và các electron này có thể di chuyển tự do, lớp dưới chứa đầy lỗ trống, những vị trí mà một electron có thể chiếm chỗ. Sau đó, hai lớp này được đưa lại rất gần nhau, gần hơn khoảng cách giữa các nguyên tử. Nếu số lượng electron trong lớp trên và lỗ trống trong lớp dưới bằng nhau, thì bạn sẽ mong đợi thấy các hạt hành động theo cách tương quan. Nhưng Serekian và các đồng nghiệp đã thiết kế lớp dưới sao cho có sự mất cân bằng cục bộ giữa số lượng electron và lỗ trống. Theo Serekian, nó giống như một trò chơi đổi chỗ ngồi, được thiết kế để khiến cho các electron frustration. Thay vì mỗi electron có một chỗ ngồi để đi đến, bây giờ chúng phải tranh giành để có nhiều khả năng về chỗ chúng ngồi. Sự frustration này kích hoạt trạng thái biên chiral mới lạ với một số đặc điểm đáng ngạc nhiên. Ví dụ, nếu bạn làm lạnh vật chất lượng tử trong trạng thái chiral xuống độ không tuyệt đối, các electron sẽ đóng băng theo một mô hình có thể dự đoán được
và các hạt trung hòa điện xuất hiện trong trạng thái này sẽ quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Ngay cả khi bạn va chạm một hạt khác vào một trong những electron này hoặc bạn đưa vào một từ trường, bạn cũng không thể thay đổi spin của nó. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là những gì xảy ra khi một hạt bên ngoài va chạm với một trong những hạt trong trạng thái biên chiral. Quay lại phép ẩn dụ quả bóng BA, bạn sẽ mong đợi quả bóng số 8 bay đi khi bi cái đánh vào nó. Nhưng nếu những quả bóng BA đang ở trạng thái chất lỏng Bose chiral, tất cả 15 quả sẽ phản ứng theo cách hoàn toàn giống nhau khi quả bóng số 8 bị đánh. Hiệu ứng này là do sự vướng víu lượng tử tầm xa có trong hệ thống này. Trong một thời gian dài, trạng thái Bose chiral rất ít khi được nhắc đến do việc quan sát nó rất khó khăn. Để làm được điều đó, nhóm các nhà khoa học của Đại học Nam Kinh và Đại học Bắc Kinh đã thiết kế một lý thuyết và thí nghiệm sử dụng từ trường cực mạnh có khả năng đo lường chuyển động của các electron khi chúng chạy đi tìm chỗ ngồi. Theo các nhà khoa học, tại biên của bán dẫn hai lớp, các electron và lỗ chống di chuyển với vận tốc giống nhau. Điều này dẫn đến sự vận chuyển giống như xoắn ốc, có thể được điều chỉnh thêm bởi từ trường bên ngoài khi các kênh electron và lỗ chống dần được tách ra dưới các từ trường mạnh hơn. Do đó, các thí nghiệm vận chuyển bởi từ trường đã thành công trong việc tiết lộ bằng chứng đầu tiên về chất lỏng Bose chiral. Vậy chính xác thì tất cả những dạng vật chất mới này đã mang lại cho chúng ta điều gì? Dù việc khám phá sâu hơn về trạng thái này sẽ giúp tiết lộ những câu trả lời mới và những bí ẩn khác về cơ học lượng tử, cụ thể là các hệ boson ở trạng thái rắn như ngưng tụ Bose-Einstein và trạng thái rắn chiral, một dạng đặc biệt của trạng thái rắn lượng tử, trong đó trạng thái rắn không chỉ có tính chất rắn mà còn phá vỡ đối xứng thời gian và có tính chất chiral. Trạng thái mới này có thể cung cấp một con đường tắt, có thể thay đổi cách chúng ta xử lý và truyền tải thông tin trên máy tính lượng tử và các thiết bị điện tử dựa trên công nghệ lượng tử. Việc thực hiện các trạng thái chiral Bose liquid có thể khó khăn và thường đòi hỏi sự kiểm soát chính xác các tương tác và môi trường của hệ thống bosonic, các khí nguyên tử lạnh trong các mạng quang học và một số vật liệu hai chiều dưới những điều kiện cụ thể như trường điện tử mạnh hoặc liên kết spin quỹ đạo là các nền tảng tiềm năng để quan sát các trạng thái này.